Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay cơn mưa như chút nước đã đổ xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội vào đúng giờ đi làm, khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn kèm dông sét còn khiến cho hai người phụ nữ ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức đang đi cấy lúa bị sét đánh trúng và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân khiến cho mưa dông xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh Bắc Bộ là do giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc kết hợp với đới gió đông nam ẩm của khối không khí biển lấn vào. Trong đêm nay và ngày mai, mưa vẫn còn xảy ra trên diện rộng với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Riêng khu vực Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình thì lượng mưa có thể lên tới mức là từ 50 đến 100mm. Trưa chiều mai, gió đông nam suy yếu, giải hội tụ nhiệt đới cũng không còn mạnh nữa thì mưa sẽ giảm nhanh, trời có nắng trở lại. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ và cả một dọc miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đều ở ngưỡng cao là từ 32 đến 34 độ. Giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, khả năng hút gió cũng giảm dần, vì thế mà cường độ gió Tây Nam cũng suy yếu, nên từ ngày mai mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ giảm dần. Dự báo trong đêm nay và chiều tối mai tại hai khu vực này vẫn còn mưa nhiều nơi, những điểm có mưa to trên 50mm tập trung ở phía Tây của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương hay là Tây Ninh. Các khu vực còn lại thì lượng mưa chỉ ở mức là từ 10 đến 30mm. Nền nhiệt ngày mai ở khu vực Tây Nguyên có xu hướng nhích nhẹ lên mức là từ 26 đến 29 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao 28 tới 31 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực biển phía Nam trải dài từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam vẫn mạnh ở mức là cấp 5 đến cấp 7, giật cấp 7, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho tới 5 mét. Ngoài ra mưa rào và dông mạnh vẫn tiếp diễn trên các vùng biển này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết tiếp theo.